Andy Thanh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt cho quý vị. Andy làm một buổi talk show tại một cái nhà hàng mà phải nói cũng rất là đặc biệt ngày hôm nay. Và có một cái talk show với một nữ danh ca cho quý vị đã cộng tác với Blue Ocean Music trong phải nói là gần 20 năm rồi cho quý vị. Chị sẽ có một cái show rất là đặc biệt vào tháng 3 này. Đó là nữ danh ca Karen Kim. Chào chị Karen Kim. Chào Andy Thanh. Karen Kim xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, là anh Andy Thanh là Karen Kim đã cộng tác với nhau 20 mấy năm nay rồi. Hôm nay rất là sung sướng và hạnh phúc được Andy Thanh đưa lên trên này để trong cái làn sóng của YouTube của Blue Ocean Music để giới thiệu một cái show rất là đặc biệt trong cái tháng 3 là mùa Easter. Kính thưa quý vị, cảm ơn em nhiều lắm nha. Dạ thưa chị và thưa quý vị, thêm một lần một người nữa đặc biệt ngày hôm nay cho quý vị và phải nói là hát rất là hay, hát một cái style rất là đặc biệt, style rất là Mỹ nhưng mà hát tiếng Việt cũng hay, mà hát tiếng Việt cũng hay cho quý vị. Đó là một nữ ca sĩ từ Canada, đó là Thạch Hà Trần. Xin chào Thạch Hà Trần. Chào đến tất cả quý vị khán thính giả. Xin chào quý vị. Chị chào em. Kính thưa quý vị, Thạch Hà Trần là một ca sĩ ở từ Canada, Toronto, sẽ có mặt trong cái chương trình của Karen Kim mà anh Annie Thanh vừa mới giới thiệu nhé. Mà kính thưa quý vị, đây là một tiếng hát là pop rock. Pop rock, đúng rồi chị. Một cái và hát rất là hay cho quý vị. Một chút xíu mình sẽ đến Thạch Hà Trần sau. Thì bây giờ trước khi nói thì cho Annie Thanh giới thiệu sơ qua cái show này cho quý vị. Đó là cái show pre-Easter tạ ơn Ngài, tri ân khán giả của danh ca Karen Kim thưa quý vị. Và thưa quý vị, đặc biệt cái show này có một người nữ nghệ sĩ mà cũng lâu lắm rồi không có xuất hiện tại vùng Orange County này thưa quý vị, đó là Lubitsch. Lubitsch là rất nhiều khán giả thưa quý vị. Bên cạnh đó là có tiếng hát Thạch Hà Trần và Công Thành Liên cũng như là Lưu Việt Hùng thưa quý vị. Đây là một cái show rất là đặc biệt và có Hoàng Tuấn nữa thưa quý vị. Và bên cạnh đó có rất nhiều anh chị em nghệ sĩ cũng tham dự trong chương trình này nhưng mà không có trong poster thôi. Một cái show rất là đặc biệt vào ngày 24 tháng 3, coi như là tháng 3 sắp tới thưa quý vị. Rất là đặc biệt thì mong rằng quý vị đến đây để ủng hộ, bởi vì quý vị biết rồi, chị Karen Kim rồi hát là hát lắp vũ trường rất là nhiều, nhưng mà khi mà chị hát show là phải nói nóng bỏng, sôi bỏng. Sôi bỏng lắm, mỗi lần show Karen Kim là rất đông thưa quý vị. Và đặc biệt show này cũng có Lubitsch nữa, bảo đảm là quý vị là cái show này là sẽ rất là nhiều quý vị khách đến. Chị đã tiếp nối cái lời giới thiệu của Andy Thanh nha, kính thưa quý vị. Cái chương trình này là rất là đặc biệt để trong cái mùa Easter quý vị ha. Giống như là Karen Kim là người Công giáo, thành ra cũng giống như là tạ ơn Ngài. Ngài là cái về cái tôn giáo của Karen Kim và tri ân khán giả đã bao nhiêu năm ủng hộ Karen Kim. Và trong cái chương trình này đó sẽ xảy ra trong một đêm rất là đặc biệt là có tiếng hát mới để được giới thiệu cùng quý vị ở ngay Golden Sea Restaurant. Golden Sea Restaurant. Golden Sea Restaurant là ngay thành phố Anaheim thưa quý vị, trên đường Brookhurst và Cathay, ngay cái góc đó. Và cái nhà hàng rất là đặc biệt và ở đây là âm thanh hay lắm. Em đến đây em làm mấy em đến đây giữ mấy lần rồi vậy đó em hả? Rất là hay. Hay lắm thưa quý vị, âm thanh hay lắm, mà nghe chị Karen Kim hát bữa đó là chắc cũng phải nói là âm thanh của Mai Định đó em. Và dạ, ban nhạc OG đó, tất nhiên là old school, tất nhiên mấy ông già là trường. Đó rất là hay. Chị tại sao chị lấy cái chủ đề là tạ ơn Ngài? Thì chị đã nói em là mùa Easter em. Đúng rồi, pre-Easter phải không? Pre-Easter tất nhiên là mình tạ ơn. Cảm ơn tạ ơn Ngài, nhưng mà bữa đó là mình tri ân khán giả. Dạ vũ. Có rất là nhiều loại thể nhạc. Thể nhạc, dạ vâng, dạ vâng. Dạ, mong rằng quý vị đến đây cũng như là mua vé để liên lạc chị Karen Kim là số phone là 714-588-6183. 6193. Xin lỗi chị. 588-6193, kính thưa quý vị. Đó, hoặc là Golden Sea là 643-99-9890. Thôi chỉ liên lạc chị Karen Kim là tốt nhất, thưa quý vị. Thì hôm nay thì thực sự anh em chúng tôi đến đây cũng cảm ơn nghệ sĩ Violin Luân Vũ. Đây là một cái nhà hàng của Luân Vũ Restaurant, đó LV Restaurant, để đến đây chứ... để cho thực hiện một cái talk show. Đây là một cái nơi cũng rất là ấm cúng, quý vị tối đến đây để mà hát karaoke hoặc là đến uống rượu uống bia hoặc là ăn uống rất là đặc biệt. Đây là lần đầu tiên chị tới đó, chị cũng không biết. Nhưng mà chị nghe nói đồ ăn rất là ngon phải không em? Những thức ăn rất là ngon. Chút xíu mình
là mình sẽ nói kêu Lưu Vũ cho Lưu Vũ nói chuyện. Bây giờ là chị Carol Kim muốn giới thiệu chút xíu về Thạch Mã Trần không? Kính thưa quý vị, là tại vì hôm nay cũng là cái một cái duyên nha. Chị cũng biết Thạch Hà Trần qua những người bạn giới thiệu, nhưng mà sự thật đó là Thạch Hà Trần ở rất là xa. Biết không em, Canada. Ở tuốt Canada, Toronto, thành ra chị không phải là bầu xô, nhưng mà chị ái mộ những tiếng hát tiềm ẩn. Em cũng vậy. Nãy giờ em giới thiệu show chị nhiều quá rồi, chị cũng muốn hỏi thăm em khỏe không, nhưng mà nhìn thấy em thì chị biết em khỏe lắm rồi. Thì thành ra khi mà cái câu dịp này đó là chị mới mời được Thạch Hà Trần đến với cái show đặc biệt hôm nay. Ngoài ra những tiếng hát kỳ cựu giống như chị Lubis và Carol Kim, anh Công Thành và Lin, Lưu Việt Hùng và Hoàng Tuấn, chị muốn được giới thiệu quý vị là được thưởng thức cái đêm đó đặc biệt mà tiếng hát rất là tuyệt vời. Chị đã từng nghe cô hát và đã cảm thấy yêu tiếng hát này, thành ra muốn share cùng quý vị cái đêm đó đặc biệt. Em thật sự chị biết sao, em có coi sơ sơ Thạch Hà Trần diễn ở trên Facebook á, thì trong cái đó thì thấy si diễn, mặc dù si hát tiếng Việt nhưng mà si diễn có một cái style rất là Mỹ giống như chị. Dạ đúng rồi. Cái có thể mình không dám nói. Dám nói hiện thân của Carol Kim mai 20 năm về trước nghe quý vị, nhưng mà cô này rất là hay, nghe một hai bài là tôi biết hay rồi. Thật ra có một lần gì chị kể em nghe, khi mà chị đi chấm thi đó, chị em biết chấm thi là cũng mệt mỏi lắm, mà thường thường người ta mời chị chấm thi trong cái final là tất nhiên cuối cùng là người đó cũng phải hay rồi, thí sinh luôn cũng hay rồi, nhưng mà mình vẫn mệt mỏi, là nhưng mà mình rất là enjoy, có những tiếng hát tiềm ẩn mình không tìm thấy. Chắc lẽ chị cũng đề nghị em mai mốt em làm một cái show gì để tiềm ẩn đấy, tất nhiên mình tìm ra, mà tới khi mà nghe hát hết hồn luôn, cô này mà nghe hát cũng hết hồn. Đó chắc phải mời hát một tiếng, cái đó là chắc chắn rồi. Em bây giờ Thạch Hà Trần nói cho sơ sơ quý vị khán thính giả biết coi là Thạch Hà Trần hát khi nào và ở bên Canada diễn ở nơi đâu, chắc khán giả Canada cũng biết nói quá nhiều. Wow, đó, cảm ơn anh. Xin chào quý vị khán giả. Thạch Hà đã đi hát cũng rất là nhiều năm ở Sài Gòn mình. Trước khi Hà qua Canada, Hà mới qua Canada khoảng chừng 8 năm nay thôi. Và ở Sài Gòn đã hát rất là nhiều chỗ, những cái club, đặc biệt là những cái pop club của người nước ngoài đến. Và em hát với nhiều ban nhạc người nước ngoài, tại vì em không biết sao em rất là mê nhạc Mỹ, giống tại hồi xưa là em là big fan của chị Carol Kim hồi em nhỏ xíu. Mê chị, em là một trong hàng triệu người fan của chị. Cảm ơn em. Thành ra em mê nhạc Mỹ lắm, thà em hát như vậy. Và khi em qua Canada thì em vẫn tiếp tục hát nhạc Mỹ với những cái ban nhạc Canadian ở Niagara Falls. Và cộng đồng Việt Nam cũng, em cũng rất tham gia, hầu như 95-99% tất cả các show ở Toronto Hà đều tham dự, thì cũng được mọi người yêu quý và cũng rất là thích hát nhạc Việt, em cũng thích lắm. Mà hình như là chị cứ cắt ngang lời nói của em, là ngoài cái Toronto em còn hát những vùng phụ cận gần cái Canada. Chị thấy em và em bay gần em bay đi mà cái bang xa lắm, như Winnipeg nè, Vancouver thì em sẽ thôi, nhưng mà Montreal, Quebec, nói chung là phải đi bay cũng rất là nhiều tiếng đồng hồ để mà đi. Thì nói chung là mặc dù mới qua Canada nhưng mà em hát, em tham gia văn nghệ cũng nhiều lắm. Các tổ cũng thương nên có dịp để mà Andy biết là cô này rất là dễ thương, rất là, nhưng mà cũng là một cái dòng máu lai đó, mà giờ bây giờ mình phỏng vấn, em phỏng vấn là gì không biết. Có mê Whitney Houston không, sao để tóc giống giống Whitney Houston quá. Nhưng mà chắc chắn nếu mà hát nhạc Whitney Houston là quá hay rồi, tuyệt vời. Vậy hả? Có hát bài đây hồi em bắt đầu đi hát, em hát Whitney Houston rất là nhiều. Quá xí. Nhưng mà sau này thì em chuyển qua classic rock nhiều hơn, thì em hát Tina Turner, em hát Janis Joplin. Em mê nhạc rock. Rồi sau này em mê alternative rock, em hát Alanis Morissette rất là nhiều. Wow. Thành ra Whitney Houston là
cái mảng hot của em lúc em mới vào nghệ hả? Dạ. Cho nên để cái style tóc nhìn tưởng của Whitney Houston. Nhưng mà thôi bây giờ nói hát hát giống như Tina Turner thôi, tha cái đó đi, để chị một mình chị là độc quyền. Chị Tina Kim bây giờ là đủ loại hết trơn, không phải Tina Turner đó. Đó, chị Tina Kim là đủ thứ loại mà. Dạ. Đó, cho nên em nghĩ là chút xíu nữa thì thôi giờ hay là mình kêu chị hát giờ không? Hát thử bài. Mình mời kêu kêu cái gì em bé. bé Andy. Bây giờ là em muốn nghe, bởi vì có thể là khán giả không biết về tiếng hát của cô, mặc dầu em là producer nhờ là em về Blue Ocean Music. Wow. Em rành em nghe một lần là em biết, em đi vô lục lão liền, nhưng mà có thể khán giả người ta chưa được làm quen với tiếng hát. Mình sẽ mời Lương Vũ lên trên này để mà đánh một bài hát rất là simple. Yeah. Tại vì giống như là mình hát chay á. Nhưng mà mình không ăn chay nha, mình hát chay. Là một bài của The Beatles đó ha. Chị em có thể hát một bài, bài gì cũng được mà em lựa chọn bài gì, bài Yesterday đi ha, cho nó dễ. À, chị Karen Kim thôi, bây giờ đó mình hồi nãy mình nói về Thạch Hà Trường nhiều rồi. Bây giờ xin mời quý vị khán thính giả thưởng thức nghe chút xíu cái giọng của Thạch Hà Trường như thế nào. Dạ. Ha, mời ha, đây nè, đây có mấy cô vô sẵn luôn nè, mời nè. Mời Lương Vũ vô luôn. Lương Vũ dễ thương lắm chị. Nhờ cái gì cũng làm. Chị cũng chị biết. Dễ thương nhưng mà họ thương không có dễ. Thì ta có vợ rồi mà. Ở trời đâu có biết, giờ có không có gì, tụi này dễ thương nhưng mà thương không có dễ. Bây giờ em không biết anh đâu. Bây giờ khoan, em sẵn em đứng ở đây luôn, hát luôn một bài nữa đi. Hát luôn mà nhạc Việt. Khán giả đã. Sorry. Lưu Vũ gửi lời chào trân trọng đến quý khán giả. Thật sự mà nói cái hát này là phải đàn em của chị Tuyết Oanh. Wow. Tuyết Oanh. Đó đó. Lưu Vũ là đàn với anh Lê Tấn Quốc, chồng Hòa My, chị Tuyết Oanh ở Piano Bar thanh niên thập niên 90. Phúc, yeah. Lúc đó Phúc vừa lòng mà em nói á, đi tới thưởng thức anh đàn. Anh chỉ nói vậy thôi. Em nói lát cái chị mù luôn, chị không biết gì luôn. Tại vì mình không có bên Việt Nam, nói giỡn chơi. Dạ. Chỉ có những người nào mà hát phòng trà tại Sài Gòn Việt Nam phải biết chị Tuyết yeah. Loan. Yeah. Tuyết Loan. Mình, Khánh Du. Đó là những cái tên mà gọi là kỳ cựu. Kỳ cựu mà tuyệt vời của làng phòng trà Sài Gòn. Vì chắc có lẽ là mình sẽ có một cái chương trình đó khác để đem về những là một thời để nhớ. Bây giờ hiện tại cái show của chị là nó khác luôn. Nghe, rồi, bây giờ chị mới muốn yêu cầu em nghe hát nhạc Mỹ thì quá chuẩn rồi phải không? Quá hay rồi. Yeah. Nhưng mà bây giờ em đừng đi đâu cho nó lùng bùng ha, đứng đây giùm nha. Tại vì chị muốn đứng đâu, muốn đứng gần chị lấy hơi chị cũng được. Nhưng mà chị muốn yêu cầu Thạch Trần, Hà Trần hát nhạc Việt. Tại vì hát nhạc Việt cũng rất là hay. Với cái chất giọng này đó là rất là tuyệt vời. Đó. Mọi người khen em quá làm em bị pressure. Đâu có sao đâu. Không, khen nhiều quá mà mất cái show nhiều. Nó mình chia phần trăm nha. Đúng rồi, chia phần trăm.
Đó. Bây giờ em tính chắc em hát một đoạn của đó. Bài Biển Cạn được không ạ? Được. Được quá. Wow. Đây rồi. Hay quá. Cái này là mini live show đó. Yeah. Chúng tôi đang quay tại nhà hàng LV Restaurant. LV tức là Luân Vũ chứ không phải Louis Vuitton. Ôi chị bao nhiêu kia thế? Chị chuyện đang đi đón con. Ô đây chị chuyện luôn. Đó là cho chị đi đón con. Phải đi đón con đó. Sốt khổ vậy đó. Nhưng mà âm nhạc là lúc nào cũng trong máu hết. Rồi chị bắt đi chơi bài luôn đi. Vậy là mình chơi luôn đó phải không? Chơi luôn. Tôi tưởng người nghỉ mệt chắc già cả rồi. Bây giờ phải nghỉ chút xíu mới chơi tiếp được chứ gì. Luân Vũ phải đi đón con. Ủa em có con chị tưởng em là con độc thân. Ôi mà nhờ hai đứa rồi dễ thương rồi, chỉ Karen kia phải đổi thời rồi. Cái vị bài hát này đó là đúng ra một trời chút xíu mới gửi tới cái vị mà karaoke mình giờ chưa nắng mà tụi được thâu thấy mặt gì tới đương bị bão tại California nha. Cái tuần lễ tụi mình thu xếp cái này đó thành ra nó hơi xịt chứ không phải xịt tin đâu nha quý vị. Nhưng mà bây giờ anh này anh đi đón con thành ra tôi phải hát mà tôi cũng cố gắng hát một khúc mà bài hát này có người đặt cọc rồi, đặt cọc để mà hát đêm thôi, tối đêm mà 24 tháng 3 là ngày Chủ nhật tại Golden Sea Restaurant, chương trình pre-Easter, tức là
trước Easter 1 If you go away on the summer day, then you smile as well. Take a sun away, or the bird that flew in the summer sky, where our love was new and our hearts were high, when the day was young and the nights were long. And the moon still stood for the last burst song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make it your day like no day has been. We'll be together. Sail on your smile, I'm on your touch, I'm talk to your eyes that I love so much. Thôi bây giờ đi về được rồi đó. But if you go, I understand. Just leave me love to hold in my hand. If you go away, if you go away. Nói rồi đừng có đi mà cũng nhất định đi đón con. If you go away. Quý vị ơi, Carol Kim là Tiếu vô ngần. Cái bài này đương buồn vậy mà Tiếu cho nó vui nghe quý vị. Mà bây giờ một buổi trưa mà hát như vậy cũng là quá đáng rồi. Quá đáng. Xin quý vị một tràng pháo tay và cho tình yêu thương LV Restaurant nhớ. Đồ ăn rất là ngon. Anh Luân Vũ và Luân Vũ. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn em. Thưởng thức đồ ăn. Anh kêu anh. Anh Vũ nha. Rồi, bắt đầu nhìn tiếp nha. Quá hay chưa? Ôi, mưa đâu có thật. Quý vị, thưa quý vị, hồi nãy giờ đó. Cái thì hồi nãy giờ chỉ sơ sơ thôi nghe Thạch Hà Trình hát rồi nghe chị Karen Kim hát If You Go Away. Nếu mà quý vị mà muốn nghe thêm nữa thì quý vị xin đến nhà hàng Golden Sea Restaurant thành phố Anaheim vào ngày 24 tháng 3, và một cái show phải nói là pre Easter tạ ơn ngài, tri ân khán giả. Và cái show này rất là đặc biệt thưa quý vị, có tiếng hát của nữ danh ca Karen Kim, danh ca Lubitsch rất là hết sảy thưa quý vị. Yeah. Eddie có nhớ là những cái show của Lubitsch lúc nào cũng rất là đông. Yeah. Và đặc biệt là Lubitsch rất là chưa lâu lắm rồi không có xuất hiện tại vùng OC này thưa quý vị. Em có này chị cắt ngang xin lỗi, tại vì Lubitsch sẽ hát song ca với Karen Kim nữa đó. Wow. Đó là chị mới nói. Wow. Em cái đó tại vì đó. Cô thôi chị thì dạ. Bởi vậy chị mới xin lỗi em, là tại vì chắc có lẽ chị nắm nhiều. Dạ. Về cái chi tiết ở trong cái chương trình này, tại vì hôm bữa đi ăn chay với Lubitsch, chị mời cô đi ăn mà rất. Dạ. Là dễ thương quý vị. Lubitsch là một người đàn em mà trong gia đình của Khánh Hà và anh. Dạ. Tuấn Ngọc, nhưng mà Lubitsch giúp chị cái show này là cô cũng có rất là bận rộn nghe quý vị, nhưng mà bữa đó tự nhiên Lubitsch nói chị em muốn hát chung với chị. Dạ. Thành ra không có bật mí cho quý vị, nhưng mà chúng tôi sẽ song ca. Song ca dạ. Nhiều bài không chị? Nhiều. Còn hai bài thôi, hai đủ bài. Rồi sao không chơi bốn tại... bài luôn. Tại vì cái chương chị trình cũng giật, cũng em không giật, tại vì nhớ như vậy không hay. em phải như vậy, chị biết em là cũng hiểu là tại vì mỗi người có một cái style và một cái phần trình diễn đặc biệt của họ. Thế ra mình phải để cho họ, chẳng hạn như Thạch Trà Trần chị cũng có thể hát được chứ cô này, nhưng mà để cho cái phần của cổ trọn vẹn hơn. À, đó có giống như mình. Chị có cái tật kỳ lắm, ăn nhai nhín luôn. Để khi nào mà cho ta thèm. Dạ, cho ta thèm đó. Chứ còn chị không có bung, chị không có bung lụa giống em đi đâu. Dạ, đó thành ra thì có hát chung với Lubitsch. Đó là lời yêu cầu của Lubitsch nha. Dạ, dạ. Và Thạch Hà Trực bữa đó ngoài ra những bài hát không có gì đặc biệt nữa không?
em sẽ hát một vài classic rock, em rất là thích rock. Yeah. Nên là em sẽ hát thiên về rock một chút. Yeah. Có thể là nó cũng hơi lạ với quý vị nhưng mà hy vọng là mọi người sẽ thích ạ. Yeah. Nhưng mà mình không cần phải nói bài bản, nhưng mà dạ, chị dạ nhưng dạ, không chị nói cho em nghe rằng là tại vì thật Hà Trần đã gửi bài cho chị thấy những bài mà quý vị chưa bao giờ được nghe. Yeah. À tại vì nghe cái thời buổi đó đó rồi. Và vé quý vị muốn được cái ngồi chỗ tốt là VIP là 100 đồng là nó include với những 7 món, 7 món thực đơn. Dạ. Nhà hàng rất là ngon chị. Nhà hàng rất là ngon, có lobster nghe quý vị. Thì quý vị cứ gọi. Còn regular là bình thường, giá thường là ngồi nghĩa là cũng bình, nhưng mà cũng thấy tất cả, em ngồi chỗ nào cũng thấy hết. Em đã tới rồi ha, em đi ha, là có 75 đồng, cũng có 7 món ăn. Kính thưa quý vị, là quý vị có thể gọi cho Karen Kim 714-588-6193 và Karen Kim sẽ, bất cứ nếu mà Karen Kim miss call, Karen Kim sẽ gọi lại. Và quý vị đặt chỗ ngồi để có mình coi và mình vui. Mà trong cái giờ break rất là vui, có một cái instructor, tức như là một người chỉ đạo cho mình nhảy jujam jumba. Wow. Đó, để 25 phút và quý vị ra exercise cùng tất cả mọi người, cùng nhảy với ông instructor là Eddie Raja. Là có Karen Kim nhảy nữa nha. Yeah. Yeah. Rồi có những gì và chị còn muốn nói gì, tại chị là người đắp show này. Thì đúng mà. Rồi thì cái đó em mới đi có gì chị không có, chị không có bảo, không có được ai bảo trợ hết. Và người bảo trợ là Blue Ocean Music là anh Eddie Thanh đã ủng hộ một bàn VIP rồi quý vị. Ủng hộ chị. Yeah. VIP và ủng hộ khác mà Andy sẽ kêu gọi bạn bè. Còn gồm bạn bè nữa. Nhưng mà đặc biệt là Andy sẽ hát cho Karen Kim nghe một bài. Không biết hát nổi không? Chắc chắn là phải nổi. Em không biết hát nổi. Em chủ yếu bữa tối đó là em đến ủng hộ chị, bởi vì chị em mình làm việc với nhau lâu năm rồi mà chị đọc show. Bây giờ em nói là em sẽ ủng hộ chị, là em sẽ ủng hộ chị, rất cảm ơn em. Và em sẽ cố gắng gọi bạn bè thêm nữa để có thêm nhiều bài cho chị. Bởi vì chị biết sao, khách Lu Bích là khách chị, là khách những người khách của em chuyên môn làm những cái club hồi xưa. Đúng rồi. Cho nên em sẽ kêu gọi những người khách đó có đi chơi quá, được không? Hay quá. Những người khách này là em làm show là em biết. Yeah. Là sau cái Tết thì nó cũng lắng động rồi. Lắng động rồi. Easter đó là tất nhiên là mình làm trước cái Easter 1-2 tuần. Yeah. Thành ra chị rất là cảm ơn Andy Thanh đã xả mình với cái chương trình này của chị và để được phỏng vấn trong cái đài, trong cái YouTube của em là hy vọng quý vị nghe mà yêu thương Blue Ocean bao nhiêu năm nay, mà Karen Kim cũng lúc nào cũng muốn giúp Andy Thanh. Andy Thanh là một người nhạc sĩ, nghệ sĩ, một người producer rất là dễ thương, rất là hiền mà rất là dễ thương. Cảm ơn chị. Bây giờ hy vọng rằng quý vị khán thính giả đến cái show này, thưa quý vị, tại có nhiều người ở tiểu bang xa thì cái mùa này chị biết sao, cái mùa Easter là cái mùa phải nói là cái mùa không phải busy mà cái busy. Mùa lễ đều vô những cái spring break á, có những nơi là quý vị khán thính giả ở tiểu bang xa về đây đó, cho nên quý vị nào mà có muốn tham dự cái show này, thật sự thì là cái show này là nó chỉ tạ ơn ngài, nhưng mà thực sự là một cái đêm dạ vũ đủ thứ loại nhạc hết trơn. Dạ đúng rồi, mình tạ ơn, mình có quyền giống như mình tri ơn khán giả đã ủng hộ bao nhiêu năm nay. Cái thưa quý vị, tại vì mình không có làm gì được nếu mà không có đấng thượng đế cho mình cái sức khỏe, kính thưa, cái đó là điều chắc chắn 100%. Nếu mà Thạch Hà Trần, chị không biết em là đạo gì, nhưng bất cứ đạo Phật hay đạo Chúa gì cũng vậy, mình phải cần cái sự hỗ trợ của Thượng Đế cho mình. Và mà em, nếu mà người ta không, mình không có tài giỏi, em có cái giọng hát, em có cái sắc đẹp, và chị có giọng hát, giờ này chị mới có 37 tuổi thôi nha, mà vẫn còn hát được là cũng nhờ ơn trên. Không, nói chứ thật sự chị nói như tại bởi vì em nghĩ chị Karen Kim là một trong những người nghệ sĩ rất là yêu nghề, thưa quý vị, yêu nghề lắm. Và chị cũng như là tại làm việc với chị Karen Kim behind the scenes, làm với mình mới biết là mỗi lần thâu băng chị rất là kỹ, chu đáo, thâu chi tiết từng bài, cho nên bởi vì cái sự mà trau dồi cũng như là cái cần cù của chị, cái nghề cho chị, cho đến giờ này đây Karen Kim vẫn đứng vững trên sân khấu và hát cho mình, cho quý vị. Cũng như là chị tri ân cho khán giả, bởi vì cái gì cũng vậy, có cái sự đáp đền. Mình làm việc cực nhọc, mình nhiều khi mình không nghĩ ra, trong thời gian, trong cái quá trình thời mình gian đó sẽ, mình mới cảm giác được là những gì mình đã làm là payback, giống như chị nói payback. Nhưng mà chắc em, chị nghĩ em nên cho cô này nói vài câu để coi, để như người ta còn được làm quen nha, làm quen với Thạch Hà Trần. Nói gì cứ nói. Dạ em trước
tiên là em rất là cảm ơn chị Carol Kim rất là ưu ái em, cho em một cơ hội để được phục vụ khán giả ở Cali mình. Vì em phục vụ khán giả San Jose rất nhiều lần rồi, nhưng mà Nam Cali là niềm mơ ước của em á. Dạ, em tại đây là cái nôi của nhạc nhạc của mình thời thập niên 60, 70, 80, mà được em không bao giờ nghĩ rằng em có cơ hội để mà hát phục vụ quý vị, tại vì em thực ra đâu có ai biết em, đâu ai nghe em trước đây. Nếu mà chị không có cho em cái cơ hội này thì cũng rất là thật, em không biết phải nói sao, nó I'm overwhelmed. Em chỉ muốn nói cái chắc có thể chị cảm nhận được cái tấm lòng của em, và em cũng cảm ơn anh. Em lên cái cơ hội này để được Andy, nói chuyện Andy Thanh nói chuyện với mọi người, và muốn phải cảm ơn khán giả đó, khán giả đến luôn ủng hộ mình nữa. Bây giờ kêu gọi khán giả đến ủng hộ cả hai chừng hôm nay nè. Dạ, nếu quý vị khán giả mà đến thì em thực sự đó là một cái blessing, một cái ơn phước của một người nghệ sĩ được có cơ hội được hát phục vụ quý vị, và có cơ hội để quý vị cho em một cái cơ hội để quý vị có thể thấy em làm việc để mà phục vụ cộng đồng, để phục vụ cho cái đêm cho mọi người được giải trí xem như thế nào, cho em cơ hội để mà em có thể mà có nhiều cái dốc hết tài năng của em ra. Có cái chỗ để em làm còn việc. Trở lại kỳ sau nữa chứ. Em thì rất là dở nói chuyện, thành ra là không nói chuyện cũng hay rồi. Nói chuyện vậy là cũng hay rồi, đâu có sao. Thì hy vọng một ngày nào đó thì sau cái show của chị Carol Kim này thì cũng sẽ được nhiều người biết đến, nhiều người biết đến thì qua đây trình diễn, qua đây trình diễn thêm. Bởi vì em đi thấy Hà Trừng là một trong những số ít những ca sĩ mà có những cái style mà rất đặc biệt giống như chị Carol Kim vậy. Nhưng mà cái style của Hà Trừng thì nó hơi khác chút xíu. Của chị Carol Kim giờ chị là quá đa dạng rồi. Chị là khi Mỹ rồi ra Mỹ, khi Việt là ra Việt. Cho nên là khó nói lắm, tại chị là professional rồi. Là chị là giống như là đa dạng rồi. Còn nhưng mà Hà Trần thì em thấy khi có một cái đường lối của hơn riêng biệt, một cái riêng biệt, thì hy vọng mà cái riêng biệt đó sẽ một ngày nào đó thì sẽ được khán thính giả yêu mến mình hơn. Quý vị khán thính giả đến ủng hộ Hà Trần, bởi vì nhiều lúc mình thấy nghệ sĩ khi sân khấu mình trình diễn nó thấy có vẻ là ngầu là giống như là sao gì đó, nhưng mà ở ngoài đời thì rất là dễ thương. Thì giống như chị luôn, em nhớ không? Khi mà em nói chị rất là hiền, kính thưa quý vị, rất là hiền. Dịu dàng. Đó, thưa quý vị, thì mong rằng quý vị ủng hộ thứ nhất là cho chị Carol Kim, thứ hai cho nữ ca sĩ Thạch Hà Trân, và thứ làm quen với quý vị. Tiếng hát của Lưu Bích, thưa quý vị, và phải nói rằng là em rất thích giọng hát của chị Lưu Bích. Biết chị Lưu Bích lâu lắm rồi. Sự coi thật. Show của chị rất là nhiều, rất thích lắm, và đặc biệt kỳ này giống như chị Karen Kim nói là hai người sẽ sống ca hai bài, nhưng có thể chắc lúc đó hứng là hứng không có nhiều bài cái sự tùy cơ ứng biến. Thì thật chị cũng tính mời, định mời Lưu Bích, nhưng mà Lưu Bích đi rất là cái chương trình, cái schedule rất là dày đặc là không có mặt ở đây. Nhưng mà cái đặc biệt là em thích là tại chị Lưu Bích lâu rồi không có thích xuất hiện ở OC này, cho nên cái sự ít xuất hiện mới là cái điều đặc biệt, thưa quý vị. Đó, và có thêm Công Thành Liên, có thêm Lưu Việt Hùng, và nghe biết là cũng có rất là nhiều nghệ sĩ đến ủng hộ chị Carol Kim không có trong chương trình nữa, thưa quý vị. Đó thì có Andy Thanh nữa nha quý vị. Dạ đó, Andy Thanh nó nghe nhất định Andy Thanh là phải. Bữa đó quý vị nào thích uống rượu, Andy đến uống rượu luôn, không sao hết. Quý vị có muốn đem rượu vào thì cũng được. Ô, tại cho đặc biệt và dạ, đặc biệt là tại vì không, mình có phải trả tiền tiền thì cái nó mấy chục bạc thôi, nhưng mà mình đem vô mình uống mình dạ. Đó thưa quý vị, cho nên quý vị thích uống rượu nào cứ đem theo. Dạ. Chị Karen Kim nói thì chỉ trả tiền service charge thôi, chứ mình không bắt buộc mình có mấy chục đồng thôi. Trong nhà hàng. Cái đó là đặc biệt tại vì chỉ có chị chơi thôi chứ thì sợ cho nó có bán được vậy. Carol Kim thôi, có chị Carol Kim đặc biệt thôi mới được cái show này. Và cái mình còn thời gian nhiều không rồi để chị giới thiệu cho nó rõ ràng. Mình thời gian thì cứ giới thiệu tiếp cho quý vị khán giả. Thì chị cũng muốn nói là quý vị nếu mà muốn đi cái chương trình này thì phải liên lạc với Carol Kim càng sớm càng tốt để mình có cái chỗ ngồi cho nó ổn định, với là nó dễ thấy, để cũng như mà ra sàn nhảy đó là VIP nó có 13 bàn thôi, kính thưa quý vị. 13 bàn thôi thì còn 12 bàn rồi. Không, chị VIP chị cũng bán 4-5 bàn rồi. Nhưng mà chị đặc biệt, chị để cái bàn đặc biệt cho em. Giờ chị không muốn nói ra cái bàn đó, em dễ em chạy qua chạy vô tâm có.
Kính thưa quý vị, là cái vé thì VIP có 100 đồng mà nó bao nhiêu những thức đồ ăn là 7 món với lobster, và bằng thường thường đó thì 75 đồng. Và là cái ngày là ngày 24 tây tháng 3, là tất nhiên vào ngày Chủ nhật. Chương trình đó là mở cửa 6 giờ tối để tiếp đón quý vị, rồi quý vị ổn định xong rồi đúng 7 giờ rưỡi chúng tôi sẽ serve đồ ăn, dinner, mà ăn xong rồi chương trình văn nghệ sẽ bắt đầu 8 giờ rưỡi tới 12 giờ tối, non-stop music. Em nghĩ rằng là cái show này rất đặc biệt, bởi vì em thấy là hứng thú rồi. Nói chuyện không mình quảng cáo là thấy hứng thú rồi, thấy chị Khanh Kim hồi nãy hát If You Go quay chút xíu là đã thấy là muốn nghe chị Khanh Kim có hát người đặt bài đó, bởi vì chị phải hát bài đó bữa đó, nghe Hà Trình hát Yesterday nữa. Thưa quý vị, có những cái show thì mình đi là mình thích nghe, có những show mình đi mình thích nhảy, có những show mình thích thì mình thưởng thức ca sĩ, còn cái show này của chị Khanh Kim em đi thấy là coi như đủ loại hết rồi. Nhưng mà em nói em biết cái show mà thường thường cái show người ta vào người ta chơi người ta cũng ủng hộ thôi, nhưng mà người ta sẽ không có ngồi tới cuối cùng, mà chị bảo đảm là cái show này để quý vị sẽ ngồi tới giảng luôn 12 giờ. Cái show này rất đặc biệt thưa quý vị. Mong rằng quý vị ủng hộ cho tiếng hát của nữ ca sĩ Carol Kim, cũng như là Lưu Bích, cũng như Hà Trường ngồi đây, cũng như là có chương trình mà Pre-Easter tạ ơn ngài, tri ân khán giả tại Golden Sea Restaurant nha thưa quý vị. Golden Sea Restaurant, và để liên lạc chị Carol Kim ở số phone là 714-588-6193 thưa quý vị. Đây là một show rất là đặc biệt vào ngày 24 tháng 3. Quý vị nhớ là trước Easter, Chủ nhật. Dạ, Chủ nhật 24 tháng 3, Chủ nhật 24 tháng 3 thưa quý vị. Giống như quý vị nào mà thường thường mà vào những cái ngày này là tức là cái ngày mà hay lễ, có những nơi là người ta lễ từ cái bang xa về đây rất là nhiều thưa quý vị. Bởi vì là thường thường cái này là gọi là Spring Break, tuần Spring Break có nhiều người về lại California. Cho nên về California nhớ đi coi cái show này nha quý vị. Mà Andy hình như 2 tháng 3 mình cũng bớt lạnh lẽo rồi phải không em? Tháng 3 là không lạnh, tháng 3 là mùa xuân rồi. Mùa xuân rồi, nó vô về xuân rồi. Nhưng mà áo lạnh thì nhớ mùa lạnh, tháng 3 là mùa xuân rồi. Tháng 3 lúc đó là trời đẹp lắm. Đẹp lắm. Không có mưa, không có giảm. Vậy là mình có cần không mặc đồ hát không? Đừng là người ta sợ, người ta không dám. Không, không biết mặc đồ mát được rồi. Đó, thưa quý vị. Đây là thưa quý vị một cái show mà phải nói là rất là gần gũi, bởi vì tại nhà hàng thì mình cũng có thể chụp hình chung với khán giả. Chụp hình chung thì bởi vì 6 giờ đó em, mở cửa 6 giờ quý vị có thể tới sớm để ổn định chỗ ngồi chụp hình với ca sĩ. Chụp hình với ca sĩ. Và thường thường những cái show này rất kỷ niệm cho quý vị. Bởi vì có người nghệ sĩ mình ngồi nói chuyện rồi mình chụp hình chung để kỷ niệm tâm sự nó. Nhiều lúc nghệ sĩ còn ngồi uống rượu chung với cái quý vị nữa, bởi vì quý vị mời một ly rượu là nghệ sĩ cũng uống. Chứ thường thường thật sự quý vị mà coi những cái show mà phòng trà ca nhạc, những cái show đó là ca sĩ không có xuống, nhưng mà cái show này ca sĩ sẽ ngồi chung. Nếu mà quý vị mà yêu cầu, ca sĩ cũng cũng coi như là có cái sự gần gũi giao lưu giữa người nghệ sĩ và khán giả. Chị là lúc này chị cũng bỏ rượu rồi, chị ít uống lắm, tại chích không à. Nói giỡn chứ không uống rượu, nhưng mà lấy tiền. Nhưng mà chắc cái show này mà cho chị Khanh Kim vui quá chắc cũng có uống. Nó giỡn chứ chị phải uống, không uống nó không có phê. Nhưng mà không uống quá độ nha quý vị, uống mà không biết trời trăng là không có, tại vì tôi còn nắm chương trình phải cho hay, tại quý vị sẽ không tiếc nối mà quý vị bỏ một đêm mà tới chung vui với chúng tôi cái đêm đó. Nghe không? Phải nắm chương trình nữa đó, tức là chị Carol Kim ngoài ca hát ra chỉ còn là người điều khiển cái chương trình này. Làm đúng cho rồi cái em. Chương trình này sung hấp dẫn để và không sôi động, tức là làm cho khán giả upbeat. Chứ không chậm, có lúc nó chậm, lúc nó up, lúc chậm, lúc up, làm sao là theo cái feeling, cái feeling khán của khán giả và cái sự yêu cầu của khán giả. Đó là một cái điều đặc biệt của cái show của chị Carol Kim thưa quý vị. Bởi vì chị đã hát vũ trường, chị đã làm những cái show nhà hàng rất là nhiều, phải nói là nhiều lắm. 50 năm. Cho nên chị Carol Kim là một trong những người phải nói là pro. Pro. Phải dùng chữ pro để tức là lôi kéo khán giả về mình. Nhưng mà kêu là pro max. Pro Max. Tại vì Carol Kim mới có cái phone mới 15 Pro Max.
Pro Max. Mà đừng có nói nha quý vị, mà nghe karaoke mà lên mà live stream với anh Andy Thanh mà thôi bà đừng có hát nghe, bà diễu cho tôi nghe tôi cười đó. Nói với chị karaoke có đóng hài cũng vui lắm chứ bộ. Đó thưa quý vị, bây giờ chắc mình em nghĩ hồi nãy giờ mình nói mình cũng đầy đủ rồi, lắm đầy rồi em ha. Dạ. Trước khi mình chấm dứt thì cho em nói một lời cảm dạ. ơn với nghệ sĩ Luân Vũ. Vũ hồi nãy mà thấy đàn vào lên đây đi ra rước con rồi, cảm ơn rất nhiều. Và nếu mà quý vị nào tối thích hát karaoke hoặc đến đây ăn uống yeah. hoặc là uống rượu thì quý vị hãy đến đến LV Restaurant ngay tại đường đường McFadden với lại McNoria. Quý vị có thể lên Google Maps search yeah. Là LV Restaurant. Đây là một nơi rất là lý tưởng để cho mà hát karaoke. Lâu lâu có những cái nhạc sống thưa quý vị, nhưng mà hát karaoke và đặc biệt là sẽ nghe Luân Vũ đàn violin nữa, tức là hy đàn theo quý vị nữa, cho nên rất là đặc biệt. Luân Vũ dễ thương lắm, mê mà dạ. mê hay lắm, bởi vì Luân Vũ là một người nghệ sĩ rất là dễ thương. Thì quý vị hãy ủng hộ cho Luân Vũ và cảm ơn Luân Vũ này, cũng như là Andy Thanh cho để Andy Thanh hôm nay đến đây ngồi quay làm cái đây cái sân khấu đây nè thưa quý vị đó. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ chị có lời cuối nào dạ, chị nói đến quý vị khán giả? Caroline Kim cũng muốn cảm ơn Luân Vũ nữa, nhưng mà chắc là những đời cảm ơn Luân Vũ đã cho mượn ngày hôm nay để quay để giới thiệu chương trình của Kim là anh Andy Thanh Blue Ocean Music đã nói hết rồi. Thì Caroline Kim cũng cảm ơn em nha, tại vì em cũng giúp cho chị trong cái một tay để quảng bá cái show này, chị rất là cảm ơn em. Và hy vọng là chúng mình sẽ gặp nhau trong những văn nghệ của em. Chị sẵn sàng, nếu em cần cái gì chị cũng sẵn sàng giúp. Và kính thưa quý vị, như quý vị đã biết là chương trình của chúng tôi lại vào pre-Easter là tháng 3 là 24 tây là Chủ nhật, chương trình show nhạc tạ ơn Ngài và tri ân khán giả. Mời quý vị đến với chương trình của chúng tôi với những tiếng hát tuyệt vời. Lưu Bích, Thạch Hà Trần, Công Thành Linh, Lưu Việt Hùng và anh Hoàng Tuấn, và đặc biệt cái tiếng hát của Karaoke Kim. Karaoke Kim là người sẽ điều khiển chương trình trong đêm đó. Quý vị sẽ không có cái gì mà phải hối tiếc, và hy vọng quý vị sẽ tới ủng hộ thật là đông. Bây giờ Hà Trần có lời cuối nào đến quý vị khán giả không? Em thì rất là dở ăn nói, chỉ biết là cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn rất là nhiều cái duyên, cơ duyên mà cuộc đời đã đem đến cho em, được gặp gỡ những cái thần tượng từ bé của em cũng như thần tượng của hàng triệu người Việt Nam mình là chị Karaoke Kim, và cái cơ duyên được gặp anh Andy Thanh. Yeah. Anh nói em dễ thương chứ anh dễ thương hơn em khoảng 30 lần gì đó. Anh rất là dễ thương, em thấy rất là thoải mái khi làm việc với anh. Và em cũng xin cảm ơn khán giả rất là nhiều, xin cảm ơn trước rất là nhiều, và mong được gặp mọi người càng sớm thì càng tốt. Ngày đó 6 giờ là tôi bắt đầu chị. Dạ vâng. Dạ cảm ơn mọi người ạ. Mà quý vị ơi, chắc không phải cảm ơn anh chị em, anh đã là người quay hình cho mình hôm nay. Cảm ơn anh. Cảm ơn đến tất cả quý vị đã theo dõi chương trình Talk Show của Andy Thanh cũng như Blue Sea Music. Hy vọng gặp lại quý vị trong những lần Talk Show kế tiếp. Cảm ơn quý vị.